Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của tôi Huyền Nguyễn nha. Hôm nay mình xin review cho mọi người một cái loại ủ trắng hàng nội địa Trung rất là hot trên TikTok. Mình lướt TikTok mình thấy cái sản phẩm này được review là ủ trắng cấp tốc và trắng tức thì luôn, cho nên là hôm nay mình mua về mình review cho cả nhà nha. Đó là ủ trắng Zimba nha mọi người. Đây, ở đây là cả nhà có hình cái chai thuốc đó mọi người. Thì không biết là xài hiệu quả hay không thì mà mọi người cùng theo dõi video của mình để xem mình trải nghiệm thử nha. Rồi bây giờ mình sẽ khui ra coi bên trong nó có gì nha cả nhà. Hàng nội địa Trung nên là thành ra tiếng Trung không, cho nên là mình cũng không biết là bên trong là thành phần nó như thế nào nữa nha cả nhà. Đây, bên trong là gồm có một cái túi. À, cái túi như thế này nè mọi người. Nhìn cũng khá là chắc chắn cả nhà ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ khui ra ha. Khui ra bên trong. Đây cả nhà, cái túi bên trong nó là như thế này ha. Người nó dạng kem á mọi người. Mình sẽ thoa lên một đoạn thôi nha cả nhà. Như thế này thôi, rồi mình đợi trong khoảng 15-20 phút sau mình sẽ rửa thử coi nó sẽ bật tông hay không nha cả nhà. Mình sẽ thoa thêm miếng ở dưới đây đi nha. Rồi, chờ mọi người chờ mình trong khoảng 15-20 phút sau nha. 2000 years. Hello cả nhà, thì bây giờ đã sau hơn 20 phút mọi người. Bây giờ mình sẽ chùi thử nha mọi người để coi cái nó có trắng hay không nha. Đây, mình sẽ chùi bằng khăn giấy nha. Đây. Cái này cái mùi của nó cũng thơm á cả nhà. Mùi thơm. Đây. Cả nhà coi. Nè. Thì trong cái khoảng này nè, nè, mọi người coi trong khoảng này nè. Là có lên tông không cả nhà? Đây. Rồi bây giờ mình sẽ chùi cái ở dưới. Mình sẽ lấy nước chùi đi mọi người ơi, cái khăn giấy thì nó ấy quá. Nước chùi nha. Đó, xong rồi lấy khăn giấy mình lau lại. Đây cả nhà, mọi người xem nè. Sao mình thấy nó cũng vậy á mọi người. Thấy không có linh tông gì hết trơn. Linh tông gì mình chả thấy trắng linh tông gì hết. Mà sao trên clip review đồ ngon quá trời mọi người. Một bịch chỉ có mấy chục ngàn thôi mọi người, dưới 50 ngàn nha. Mà quảng cáo la lên trong trắng sáng trời ơi. Mình test cho mọi người coi luôn á, mình để là hơn 20 phút luôn á. Đừng có mua cái này nha mọi người, tốn tiền. Video hôm nay mình xin ngắn gọn vậy thôi. Mọi người thấy hay nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hơn nữa. Bye bye mọi người.